Hello mọi người, chào mừng đã quay trở lại. Trên tay mình ngày hôm nay là hai chiếc camera sở hữu ống kính Leica và có cảm biến lớn, đều đến từ Insta360. Nối tiếp nội dung đi lễ hội cùng Insta360 OneRes 1x360 Edition, thì lần này bọn mình đã đến Hoàng Thành Thăng Long chụp ảnh với chiếc OneRes này để tiếp tục test chất lượng của cảm biến 1x và thử quay vài video AI với Insta360 Ace Pro để xem hai chiếc cam này có thú vị như chúng ta thường nghĩ hay không nhé. Mình có export một vài hình ảnh ở định dạng 360 độ và sẽ quay thử để mọi người có thể xem ảnh nha. Hình ảnh 360 độ có thể ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống, đặc biệt là khi bạn muốn mô tả về một cái công trình kiến trúc hay là một cái địa danh nào đó. Nó sẽ giúp người xem có cảm giác như họ đang ở trong chính cái khu vực đó vậy. Và ảnh 360 độ này chúng ta có thể sử dụng để đăng lên Google Maps, Facebook hay là một số nền tảng khác hỗ trợ ảnh 360 độ. Bên cạnh những hình ảnh 360 độ đó thì sử dụng nhiều nhất đó chính là hình reframe. Hiểu nôm na là thay vì một bức ảnh 360 độ thì nó sẽ chuyển về định dạng 2D bình thường và chúng ta sẽ là người căn chọn khung hình, đưa cái góc đẹp hơn, xoay nó ra cho mọi người xem và mọi người thử xem và đánh giá nha. Cá nhân mình thì mình thấy rất hài lòng và ấn tượng về khả năng chụp hình của chiếc Insta360 OneRes 1x360 Edition này. Dù ở phòng tối này ít ánh sáng thì nó vẫn ghi lại được hình ảnh rất tốt, chi tiết và zoom lên vẫn đem đến hình ảnh chất lượng cao. Sau khi xem ảnh 360 độ từ chiếc Insta360 OneRes 1x360 Edition này, không biết cảm nhận của bạn như thế nào về chiếc cam có ống kính Leica và cảm biến 1x, hãy để lại comment bên dưới nhé. Và bây giờ thì hãy thử xem một vài video AI ở Hoàng Thành của chúng mình và nhận xét thêm về chiếc Insta360 Ace Pro, chiếc camera thứ hai có ống kính Leica của hãng Insta360 nhé.
concrete down.